Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas ofrecen plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. Chúc ngày mai sáng trời tự do. Lunar New Year Celebration, the Kitchen God's Best Year. Watch on to find out more. Today's program will be presented in Olasis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olasis, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Xin kính gửi quý khán giả vui tươi những lời chúc chân thành nhất. Tôi là Thanh Tâm từ Âu Lạc Thanh Bình, còn được biết là Việt Nam. Cầu chúc cuộc sống quý vị hân hoan trong vẻ đẹp cao thượng, tình thương và nhân ái mỗi ngày. Xuân về cho đất trời hoang ca, vạn vật tươi mới, mai vàng khoe sắc, pháo hoa tưng bừng, người người chúc nhau vạn sự hanh thông, đạo đời viên mãn. Trong ân điển Thượng Đế, nguyện cầu Tết năm nay sẽ mở đầu cho kỷ nguyên hòa bình và hạnh phúc khi nhân loại quyết tâm chọn lối sống tôn trọng và yêu thương đồng cư muôn loài. Kính mời quý khán giả hòa nhịp mừng xuân qua những ca khúc đầy sắc màu tươi sáng và thăng hoa. Mùa xuân cũng là biểu tượng cho tuổi trẻ, cho nhịp sống, cho hy vọng và tương lai. Xuân đã về giữa đất trời và xuân cũng vươn chồi nảy lộc trong những tấm lòng đầy tình yêu. Xuân tươi, xuân tắm tươi, tung bay cao tiết trời, vui sướng đi
Theo truyền thuyết dân tộc Âu Lạc, ngài Táo Quân về chào Ngọc Hoàng Thượng Đế vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm để báo cáo tình hình dưới thế. Năm nay, Táo đặc biệt hân hoan vì khắp nơi đều thấy mọi người chọn lối sống thuần chay từ bi và thiền định tu hành. Sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức vở kịch ngắn tựa đề Năm ý nghĩa nhất cho Táo Quân do hội viên chúng tôi trình bày.
là cặp bánh tét thuần chay biểu táo. Mình có cái iPad tặng Táo nè. Táo coi SMTV nha. Hãy đăng TV à. Hay quá. Vậy là thế giới thuận trai hết rồi hả? Đúng rồi. Chắc là kỳ này còn quay sáng một buổi tiệc thật là lớn để mừng cái một năm thuận trai năm 2020. Bây giờ tao phải đi đây. Tạm biệt quý vị nha. Tạm biệt nha. Tu hành tinh tấn nha. Lời mới ban hơi vang lên lời ước.
hương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đầy vơi. Nhớ cao ly này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do. Quý khán giả hạnh phúc, cảm ơn sự đồng hành vui tươi của quý vị trong chương trình hôm nay. Tiếp theo là phương pháp rèn luyện sức khỏe, đi bộ nhanh, phần 1 của 2 phần, ngay sau tin đáng chú ý trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cầu chúc quý vị luôn hoan ca trong sự thịnh vượng và hỷ lạc quanh mình. Happy viewers, thank you for your joyous company. On today's program, up next is Brisk Walking, Your Steps to Health, Part 1 of 2. Right after noteworthy news, here on Supreme Master Television, may we celebrate in the abundance and joy that surrounds us. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.